satu bawang goreng kan? Hai, saya tak perlu goreng. Nhân nghĩa à? Nhân nghĩa. Hay là
Thiện. Anh Thiện như là Chí Thiện ấy. Chí Thiện á. Cô cũng chắc, nhưng là cô nhớ là thế, không phải không? Anh cô chỉ có anh Nhân ấy, chắc là Thiện Nhân, là chắc là chắc chắn Thiện Nhân. Còn mình nghĩ là cũng chắc. Anh Thái là ông ngoại là gì không? Cô hay nên ấy. Nhà ông ngoại ơi, anh Thái ơi. Anh Thái con không biết, anh Thái con phải hỏi bác bất hạnh chứ. Mi Hảo ơi. Anh Thái là Thái. Tôi có để làm gì không? Nguyễn Văn Thái à? Gì đấy? Mãi.
Bỏ ra anh gọi điện thì bỏ ra. Hay không ghê lắm. Ừ, sao? Bỏ một chí, không chứ bằng cái gì đó. Bỏ ra. 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 Bỏ ra.
hoạt như một lần từ bé trẻ khối học một thứ ba thứ hai một lần ăn cuối nó không biết rồi dạ nó trở nên ngắn lâu ngắn chị gặp nhau chị còn ngạc nhiên hồi xưa cái bé này nó lớn nhưng mà không nghĩ là nó cao như thế này to như thế này ở 75 là còn chưa cao rồi mà 73 thì tư khoảng 80 cân nhìn vật vã không anh thấy là to lắm 80 cân chỉ nghĩ cho người ta nó hơi quá thôi 80 cân người ta 80 cân thật to quá đấy rồi hôm nay chỉ gặp mình thôi chỉ đi làm này thì gặp mình chung cư to thôi cao hơn ngạc nhiên chọi hắn á giật mình chắc em ra nhất cái lớp đại học luôn ấy đấy mét tám vẫn là ít mà không hiếm mà con trai thường thì mét mấy thôi bảy hai bảy ba là bình thường bảy hai bảy ba là nhiều 15 trở lên đã là cao đã là ít rồi. Thứ ba là con nhất nữa. 8. Chết kinh. Chết á? Ừ. Cây không. 2,5. Đúng. Cách chỉ ở cái này định 9 quá. Vừa thì 2,5. Chắc khi bọn kia đã lên tầm mấy thì phải lên 6 rồi đấy. Chết kinh chị ạ? chủ vẫn phải thu hộ sao mặc suốt thế này
bên bán mua do thỏa thuận mà bình thường thì là bên bán chịu thế luôn. Còn bây giờ thỏa thuận thì trong thỏa thuận giao dịch thì cái đấy là mình chịu. Này, không mua nhau thế xong rồi bác lại lôi pin bấm cũng đắt không có cùng làm gì. Chứ anh mua một nhân viên hay mình chịu hết thì phí chưa đóng đi đóng cố. Thế là thỏa thuận rồi. Gặp khách ghê đó, mình thích miếng đất thì thế nào mình cũng được nghe. Mình đã thích rồi, tranh nhau vài triệu mua luôn. Sáng em có đã bằng 1/3 rồi. Sáng em còn tính cái tinh thái.
giá để cho khách nó tự mình vào. Em đừng có đăng giá đâu. Chị có thể vào trong khu em được. Chừa lại một kênh bên là DV88. Ôi trời, chả luôn, không bán được lãi rồi má. Quan trọng người ta mua vui, mình bán được vui, mình thích. Quan trọng cái người, con thích nhất là cái người mua mình kênh, người ta mua vui. Chỉ đâu có ông này thiện chí lắm. Chả biết thiện chí đến đâu nhưng mà người ta rất thích mua thì mình cũng thích rồi. Người ta mua coi em thích, người ta mua mình quan trọng là không mua, nhưng người ta có gì mình bán. Thích để lên mình lấy tiền ngân hàng ra được nghe. Thank you.
Sơn Vương là thằng
trông con đi nhà bà, trông con đi chó nhà bà ngươi ở nhà mà. Trông con chó nhà bà ngươi ở nhà mà. Mấy cái cũng phải trông nữa là tự chơi à. Nhà mình đi qua ăn thì đón về thôi. Nhà mình đi hôm qua còn đi đi qua rồi đấy em phải trông. Nó bé ăn nhiều để chơi khóc em. Trông chứ được từ bà. Bà đấy lớp con đấy lớp. Nếu trả tiền sắp chưa? Bán được giá kia thì gọi thật đấy.
một lúc nữa chị, từ vì em hết giờ, giờ của em khoảng 5 giờ hơn. Em chỉ được sớm như là hơn 5 giờ. Và 5 giờ khoảng 5 giờ 15 thì em đi ra 15 phút lên 5. Tầm 5 rưỡi em tới nơi. Vâng rồi. Vâng, thưa chị, cứ báo canh và đến nhà em rồi. Chị thế, ở nhà thì đang làm ở gần nhà, nhưng lúc nào cũng phải ở nhà. Chị vào đình giếng nhé, chị biết đình giếng không? Đấy, chị vào đình giếng nhà em này là đình giếng không? Vâng.
Thank you.
sáng bấm cho cái gì ạ? Cái gì?
Thank you.
chị có đứa này vợ nó à, nó mới lại chồng nó là bạn cùng quê bọn chị à, cũng chơi chồng chơi thân chồng dễ luôn ạ. Ở bên Trạm con này ở Đại Phúc pin bé bằng đủ ngày đủ tháng là bằng thằng lớn nhà nó. Cái pin sinh trước lên sinh trước 2 tháng này đủ là bé sinh con nó mà về gấp 4 lần pin chẳng 3 lần pin to lắm hai mấy lần rồi nhỉ. To lắm, nó cao, nó to. Mà to từ lúc sữa mẹ không tốt, nó trộn viên nó to từ lúc nó đẻ ra bây giờ. Thể lực của nó. Từ năm thứ nhất, thứ mấy giờ đi nhỉ? Từ năm thứ 2 trở đi là cứ mỗi năm tăng 3 cân, mỗi năm tăng 3 cân. Có cái năm nay từ Tết đến giờ. Cách đây đổ khoảng 2 tháng, mẹ đã là bảo là từ Tết đến giờ đã tăng 3 cân rồi. Sợ do sợ béo quá, không hãm được. Nhìn đang nhìn Bi nhìn nó đúng không? Đang con này đẻ một đứa đẻ mố hiện ạ, đứa lớn ra bằng pin đấy, đứa sau là lớn hơn bấm một tuổi, cũng kiểu như chị đẻ dài như chị, cũng đẻ dài như chị ấy, cũng kiểu nhớ cũng kiểu như chị ấy là đứa lớn chưa được 2 tuổi cũng tầm 22-23 tháng như chị ấy, là đẻ đứa bé. Bây giờ đang bầu đang sắp đẻ đứa thứ ba rồi mố. Một trai một gái rồi, bây giờ đứa này đứa một gái tiếp. Nó bảo là đứa này xong rồi treo trứng. Không con này không nhảy. Chỉ có một lần nhá là xong luôn thôi. Đứa thứ hai lần chắc đã nhỡ lần rồi xong rồi. Đứa này cũng thế. Đầu đẻ. Chồng nó thì cũng kiểu nó không kiểu cờ bạc phá phách ấy, cũng kiểu ví dụ như vợ đẻ mà mẹ đang giai đoạn mùa màng ấy, đẻ thì đẻ dày nhá, đứa lớn thì lúc đấy mới được 2-3 tháng lại mới về đẻ mổ về nhá. Chồng mới cứ đi bia rượu bình thường kệ vợ, nhà hai đứa nào thế mà vợ vừa mới đẻ từ viện về có mấy ngày, con thì bé lại một đứa mới đẻ, cứ kệ vợ ăn uống nào thì ăn uống, chồng nào chồng là chồng, mình cứ đi uống bia với rượu. Hôm bị ra chơi nó khóc thì cũng thương. Từ cái nào nó kế hoạch không đẻ nữa đâu, thế là lại đẻ nữa. Bây giờ toàn một số thôi, cho bạn ta
ba kỳ bằng chung ba. Một cuốn. Ở cái bên dẫn bên này em biết. Thí một cái bên bên phải này cứ giúp bạn đi xuống. Số trợ lên. À, cả đường này. Em tưởng lý chỉ là bên ngoài. Không. Không hướng các bạn là ngay bên cùng ta đâu này. Ờ, mà là bên đường bên này. Bên kia thì à, lúc nhà chị hỏi cái miếng 98 này, miếng bên đấy là 2450 rồi. Bây giờ ba tỷ mấy? Bây giờ lên hơn 3 tỷ cái chắc rồi. Thế mà bà còn bà có chị có một miếng 2 tỷ 9. Gì thôi? Hai cỏ là chi đấy nha. Ba hà cỏ. Chúng cỏ cỏ. Ba cỏ. Bên đi bên này á, thẳng đi. Mình muốn cô hồ sơ thì nhìn lại. Chị mấy cấn đi. Đang nhìn cái tiền chén đấy. Bên đấy một miếng 2450. Một miếng 24 là nhiều. Bán 2 tỷ rưỡi rồi. Lại đi tưởng cái lô bên đấy 2 tỷ rưỡi mà mua nghe. Ở bên kia. Ờ, bên kia đối diện thì ban. À, anh đứng kia thì. Ừ. Thế thì khó rồi. Bên này nhầm cái này. Tại có anh. Tại có. Có rồi, có rồi. Đâu. Tại vì bên kia nó sẽ đẹp hơn, người ta nhìn vừa phá vừa đẹp. Tranh nhau cũng 500 triệu. Em thử thì tranh cái lô bên ngoài thôi, cái lô bên trong này thôi. Thì nó còn. Không phải là lô, không phải là vùng dãy mình mà nó trong bên ngoài mà đúng sang bên làm kia. Đúng rồi, đúng rồi. Bên mới nó thoáng nhiều. Thế mà nó cái kèm tư tư nó khác. Bên ngoài nó thuộc bên mới. Mà nó đi thẳng lên là trường trung học hay trường gì mà? Trung 2 mà đang. Thế trung học là cái này. Trung học cơ sở. Ừ, mọi người đang học. Cái này. Cái này xong rồi, qua hoàng này. Qua hoàng này. Cái tên kia là M6, đúng không em? Tả cái người chỉ biết là M6 bán đấy. Nó, mình bảo là mua được cây chưa bác? Cái thằng này nó rút giá bỏ ra M6 rồi em đang mua cạn rồi. Thế là bọn mới mua được một cây. Thế là mua lỡ không bác? Thế là bọn thì cái tên kia là M6 nhé. Nó biết mình alo lại là mình bán rồi. Chơi trên đất thì đã đi vào được phòng. Cười kìa. Em đi trên đất chứ thêm tàu đến cổng. Đến sao không? Nó tưởng là dự án đấy, rẻ quá. Nên là đi hết. Cần gì cần gì đi xem ơi. Đi đầu tư. Cần gì đi xem đất. Đúng không? Phải nghe em đi mấy mình bán cùng một dự án. Thế cả một phần là... Hơn 3 tối đến tiền 3 anh một dưới. Tại vì một phần là đợt vừa rồi là đợt vừa rồi là dịch nó cũng không đi được ra xem. Thế mấy cái bản quà có mua này, có quà của cái thằng mua này này. Lại kêu là thằng rồi giống như là dịch lên nhiều nhà bán rẻ lắm này. Mấy gì gì đấy, chỉ có còn cầm trên tay mà không phải 9 tay ấy. Cái bà mà bên mua là ghê gớm cho mình. Ăn nói mấy cái kiểu... Ăn có 2 bà đấy, 3 người. 3 người thì một trai một gái là của bên bán thì chị. Cùng với nhau. Thế mới một... Mấy bà đi cùng với thằng mua kia cao lớn hơn. Chị không để ý hát hay gì nhưng mà cái con trẻ bé bé rồi mà bà to to ấy, bà to to ấy. Đấy, bà to là bên mua. À, bà lấy đúng không? Bà lấy cái hơn một cái hát. Em thì mới quen lắm. Thì chắc là chuyên. Em thì mới quen lắm. Chuyên buôn bán thì chuyên. Béo, quen lắm. Ăn nói cũng quen hơn. Ăn nói xào, đúng không? Xào ư. Em nhớ kiểu đấy, ở trên du. Cái cựa này thì nó cũng là mù nhé, không biết là cái này là cái này cái thằng con trai kia là bảo cái này đầu tư không? Thì ông nào bán là chồng bảo đầu tư thằng lý. 2 miếng phải bà, 2 miếng là đến lô góc là đúng đúng không? Lô góc có 2 miếng đến nhà mình đúng không? Đúng, 3 miếng, ừ, đúng. 2 miếng thì nhà mình cứ xin ra bảo 2 miếng xong đến lô góc. Thế cái anh kia, cái cựa kia bảo thế. Không em chỉ có hơi sợ, không phải nhầm lô, cứ phải nhầm lắm.
miếng đất đúng không? Díu trên cái sơi sân đất nếu mà đặt cọc trăm triệu mình cứ lấy mẹ 10 triệu và tội và nhờ thế hắn nói cũng mất mẹ cọc cũng mất cả cọc cọc béo gì nhặt lại 80 triệu thế là họ đưa tiền cho mình rồi anh chị chưa mấy đang uống nước đang nói chuyện gì anh này cho anh xem vị trí lô đất nhỉ mà thằng ít hay không hỏi ạ không vì có gì đó thì không hỏi gì đâu mình nghĩ xuống mẹ mua đất nếu mình chỉ đất đâu biết ơi mình sẽ đất đâu mà cũng mua à. Này còn chắc chắn vào tận nhà muốn gặp chủ mà mình từ khách nhà ăn nước và khách nhà ăn chắc rồi mà nếu anh nghĩ không lấy rồi ăn chặt rồi ừ. 2.5 thì đẹp thế là 3 tỷ cho nên 2.5 đô là đẹp thế đi vào chốt trước thôi ra sẽ lướt sau rồi cầm cọc vào nhà rồi kéo mấy người mua thế mà làm gì có ai cũng cặp một rồi lại kêu không biết đất đi ra quẹt xem đi kéo thì lạ quá lạ rồi đất có thể chẳng mua thử mua gì gì á đâu không biết cái gì là cả đời người anh ra mua một hai mảnh đất mà không đi xem đất trước khi cặp cọc quá là lạ mười chín đi ra cổ máy nào đây mày hoàn mới được cổ mày em ơi
nghỉ đi. Tôi nhớ đã ăn rưỡi rồi chứ. Mình nghĩ nó còn giờ lại thì còn tổng còn số này. 128 này.
kiểu trên Shopee ấy, kiểu thế đơn là đi đơn đấy chứ nhỉ. Không, mà cùng một số thì bấm đăng ký lại rồi.
kia. Hopefully, dude, it's all good if you don't, but if you do, you're the man. Well, there be, I'm going to call my mom. Tell her I said hi. Tell her, hey, Spatula said hi. Remember that one streamer that said, come, and you heard him? This is hot. That should have got you scarfed, shouldn't it? You are. Flicker on to turn on with that energy. Rip, man. That's the worst feeling when that happens. What was that? I watched a video the other day of kids reacting to things like floppy disks, and I'm like, Jesus.
But I was trying to describe to kids how many... Oh, fuck. Actually, we may lose this. No, we're good. But trying to describe to the kids how much storage is going to talk to this with one video. 2 megabytes. Crew tractor would be nice as well. Just anyone who's not a dude, basically. Yeah, from last night. So he just keeps healing. Basically, a pandemic hits Earth. Thank you.
Right, hey, corny. Oh, it's at 52% because I bought. Tuấn ấy sao hái này mà những lần em vào Facebook có cái bài chị năng làm gì, cái này nhân viên là chó là gì như nghe chị năng một cái tố này là ra là thứ là nhắn tin trước là chó hay cái gì đấy, cái đó là gì nhắn tin trước là gì gì đấy, em cùng anh chị xem nhau thôi.
corny. I hate corny. Từ đây năm đến đấy mà. Để sáng cho thôi.
Chúng ta mới đi chơi. Chúng ta mới thank you.